Nghề y là một nghề cao quý. Thầy thuốc là những người có trình độ tay nghề cao, giàu tình yêu thương, chăm sóc đến sức khỏe của người dân. Họ rất xứng đáng được xã hội tôn vinh và kính trọng. Có những người thầy thuốc, mặc dù đã qua đời đã lâu, nhưng cuộc đời và sự nghiệp, tài năng và nhân cách của họ vẫn còn tỏa sáng mãi trong lòng mọi người, trở thành biểu tượng của ngành y học nước nhà. Giáo sư bác sĩ Trần Hữu Tước là một trong những người thầy thuốc như vậy. Cuốn sách Trần Hữu Tước, tấm gương sáng về tài năng và y đức do Trường Đại học Y Hà Nội biên soạn, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia ấn hành năm 2014, sách dày 578 trang, khổ 24cm, đã tập hợp những bài viết về cuộc đời, sự nghiệp, tình cảm của đồng chí, đồng nghiệp, tri ân một con người đã cống hiến trọn đời cho cách mạng, cho tổ quốc, cho nhân dân và sự nghiệp y học của ông. Giáo sư Trần Hữu Tước sinh ngày 13 tháng 10 năm 1913 tại Bạch Mai và lớn lên trong một gia đình nhà nho có truyền thống hiếu học ở phố Hàng Cân, Hà Nội. Là một học sinh xuất sắc của trường Albert Sorau, Trần Hữu Tước được chọn gửi sang Pháp đào tạo và thi đỗ vào trường Đại học Y khoa Paris. Năm 1937, ông bảo vệ xuất sắc luận án và được nhà trường giữ lại làm trợ lý cho giáo sư Limi, chuyên gia tai mũi họng nổi tiếng thời bấy giờ. Đây có lẽ sẽ là bước mở đầu quan trọng để bác sĩ Trần Hữu Tước nhanh chóng thành danh với một cuộc sống đầy đủ và nhiều hứa hẹn giữa thủ đô Paris hoa lệ. Nếu như không có những thay đổi, tiếp biến mạnh mẽ về quan điểm, tư tưởng, tình cảm trong ông. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, sống và làm việc ở một đất nước xa xôi, nhưng bác sĩ Trần Hữu Tước vẫn luôn quan tâm đến tình hình của đất nước. Ông vui sướng, xúc động khi hay tin cách mạng tháng 8 thành công, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Và lúc đó, trong lòng ông trào dâng lên một tình cảm yêu nước nồng nàn, thiêng liêng đến cháy bỏng. Nó thôi thúc ông mong muốn được trở về nơi chôn nhau cắt rốn của mình để đóng góp công sức nhỏ bé của mình cho đất nước. Có thể nói, cuộc đời của giáo sư Trần Hữu Tước gắn liền với sự nghiệp y tế cách mạng của dân tộc, là người có công lớn nhất trong việc xây dựng và phát triển ngành tai mũi họng Việt Nam. Về mọi mặt tổ chức, đào tạo cán bộ, chuyên môn kỹ thuật, quá trình làm việc, nghiên cứu không biết mệt mỏi của giáo sư cùng với tình thương yêu dành cho bạn bè, đồng nghiệp, nhân dân luôn là tấm gương sáng để cho thế hệ nối tiếp sau học tập và noi theo. Ngay từ khi quyết định từ bỏ vinh hoa phú quý trên đất người để trở về với cách mạng, đem hết tài năng và tâm huyết của mình phục vụ tổ quốc, giáo sư, bác sĩ Trần Hữu Tước đã để lại nhiều ấn tượng, tình cảm sâu sắc trong lòng trí thức, cán bộ, quân dân cả nước. Ông trở thành tấm gương mẫu mực để các thế hệ thanh niên, trí thức noi theo, cùng quyết tâm vững bước đi theo tiếng gọi của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dấn thân vào con đường giải phóng đất nước. Khi về nước, tiếp nhận công việc, dù trong hoàn cảnh chiến tranh ác liệt, thiếu thốn mọi bề, nhưng giáo sư vẫn lạc quan, tin tưởng vào cách mạng, cống hiến hết mình cho ngành y học của nước nhà. Ở bất cứ cương vị nào, giáo sư bác sĩ Trần Hữu Tước cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Cuộc đời và sự nghiệp, tài năng và đức độ của giáo sư đã để lại nhiều bài học và kinh nghiệm quý báu cho những người làm nghề y, làm khoa học của nước nhà. Ông thực sự là biểu tượng về tinh thần phấn đấu, rèn luyện, nâng cao y đức, trau dồi y thuật của ngành y học nước ta. Cuốn sách đã phác họa một cách chân thực về cuộc đời của một con người Việt Nam yêu nước nồng nàn, một trí thức tiêu biểu, tài đức vẹn toàn, đã cống hiến trọn đời mình cho cách mạng, cho tổ quốc và nhân dân. Chứa đựng trong đó là những tình cảm chân thành, sâu sắc của các thế hệ trí thức trong và ngoài ngành y dành cho vị giáo sư, bác sĩ, giàu tâm huyết Trần Hữu Tước. Những tình cảm tốt đẹp đó chính là phần thưởng vô giá mà không phải ai cũng nhận được trong suốt cuộc đời sự nghiệp của mình. Sau đây là một trong những dòng viết xúc động của đại tá thầy thuốc ưu tú Lên Văn Nhuận, một học trò của giáo sư bác sĩ Trần Hữu Tước, viết về người thầy đáng kính của mình. Từng lời dạy của thầy thấm đượm tri thức và lòng yêu thương chân tình và đã trở thành kho kiến thức vô giá đối với tôi, được tôi ghi lại bằng 400 trang giấy. Nó đã theo tôi suốt những năm tháng cuộc đời làm nghề y của mình.
Sau này, khi phục vụ chiến trường miền Nam, mỗi khi gặp thắc mắc gì, tôi luôn như có thầy bên cạnh chỉ dẫn. Và cũng chính nhờ 400 trang giấy ghi đầy những lời giảng của thầy đã giúp tôi trong việc góp phần đào tạo những bác sĩ, y sĩ trong kháng chiến chống Mỹ của ta và của nước bạn. Có thể nói, đã có rất nhiều thế hệ bác sĩ đã gián tiếp trở thành học trò của người thầy như thế. Không chỉ bạn bè đồng nghiệp trong nước dành những tình cảm kính trọng đặc biệt dành cho giáo sư, bác sĩ Trần Hữu Tước, mà nhiều bạn bè đồng nghiệp quốc tế cũng rất quý trọng cảm phục ông. Khi hay tin giáo sư qua đời, các giáo sư Pháp như Yves Cachin, Jacques Lalande, những người học trò và đồng sự của ông đã viết những bài ca ngợi công đức và tài năng của ông. Giáo sư Yves Cachin trong bài Trần Hữu Tước giao lưu giữa hai dòng văn hóa đã viết: 18 tháng cộng sự hàng ngày giúp tôi nhận thấy tấm lòng nhân đạo, thái độ đôn hậu đối với bệnh nhân cũng như trình độ học vấn của ông. Ông là một nhà nhân văn theo đúng nghĩa của nó, biết thâu nhận mọi nền văn hóa, hãnh diện về nền văn minh rất lâu đời của nước mình và nhạy cảm với các thông nhập của văn hóa Pháp. Sự cảm phục, kính trọng của bạn bè đồng nghiệp học trò trong và ngoài nước đối với giáo sư, bác sĩ Trần Hữu Tước là những tình cảm hết sức tự nhiên, chân thành, bởi trước một tấm gương cống hiến hết lòng vì dân, vì nước, vì sự nghiệp y học. Chuyên mục Sách hay nên đọc xin được trân trọng giới thiệu cuốn sách Trần Hữu Tước, tấm gương sáng về tài năng và y đức. Vẫn mãi mãi một tình yêu nghề y, vẫn tận vì cuộc đời là hạnh phúc luôn ở trong.